buổi tối ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2020, em Thảo Hoa Lan xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay, gia đình em Thảo đang trên đường về rất nhiều những cái mặt hàng mới. Đồng thời đây là gia đình em Thảo đang đóng gói hàng gửi cho cả nhà đây. Đó, bây giờ thì em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng nhé. Và tất cả các cô, chú, anh chị khi mua hoa lan của nhà em Thảo ngày hôm nay thì em Thảo sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón cao cấp chuyên dùng cho hoa lan. Nếu mà chúng ta có hoa hồng thì chúng ta có thể sử dụng cho hoa hồng. Đây là một trong cái sản phẩm giúp cây hoa lan của chúng ta là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn, nên là sẽ cây hoa lan của chúng ta trung hòa chất dinh dưỡng. Chính vì vậy là cây hoa lan của chúng ta nó sẽ kích thích da rễ non này, tạo mầm mập thân xanh lá dây. Nói chung là sản phẩm này rất là tốt nên em Thảo đang tặng để cho cô chú anh chị dùng thử. Em Thảo bán với giá là 45.000. Ngày hôm nay nhà em Thảo chơi game mini tặng quà cho cô chú anh chị yêu mến này. Đó. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có hai cô chú anh chị mà đoán trúng thì em Thảo sẽ tặng cho hai cô chú anh chị nhá. Phần thưởng là một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan này. Và tiếp theo nữa đó chính là một cây phỉ điệp châu Như. Đó, cả nhà nhìn thấy không ạ, thân đỏ rực luôn, rất là đẹp đúng không ạ, đang đi ngọn rất là lực luôn. Cây này dài khoảng tầm 20cm, đó, rất là xinh nhá. Anh chị em comment số nào thì nhớ để lại số điện thoại, khi mà trúng game thì em Thảo sẽ gọi nhá. Đó, nếu mà có 3 cô chú chị mà trúng thì em Thảo sẽ tặng cho 3 người. Và mỗi cô chú chị chỉ được đoán một chữ số thôi ạ. Và bên đây là 5 dòng kiếm giống của nhà em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhá. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này, mọi người có nhìn thấy cây kiếm. Đây là 5 loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có thể nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó có thể to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá. Em sẽ quay này, đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương. Bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng va của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ, hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm phan trí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá, em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà, có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường, như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy này, đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10cm thôi. Đó, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhá. Đó, kiếm giống rất là. Và ngày hôm nay nhà em Thảo còn có một vài chậu 5 cái trắng hiển oanh và 5 cánh trắng mắt mờ hải dương này. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, cây rất là đẹp này. Cây của nó cao khoảng từ 15cm. Đó, cây cao khoảng tầm 15cm. Cây dòng thân xanh sạch rất là đẹp này, đang đi ngọn rất là lực nhá cả nhà nhá.
Năm cánh trắng hiển oanh, nếu mà nói về hàng va của nó rơi khoảng tầm 4 triệu 1 cm đúng không ạ? Một chậu em Thảo đang cầm trên tay này là rơi vào khoảng tầm mấy chục triệu rồi. À, không phải ai cùng chúng ta cũng có điều kiện chúng ta bỏ ra mấy chục triệu để ra chơi hàng va đúng không ạ? Đây là một tấm vé số cho cô chú anh chị yêu mến. Nó là hàng hạt 52 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Em Thảo bán tri ân quý khách hàng với giá là 295.000 một chậu. Nếu mà mua lẻ là em Thảo bán 170.000 nhá. 295.000 một cặp này. Đó, nếu mà chúng ta mua từ 3 cặp trở lên thì em Thảo sẽ free ship cho cô chú anh chị. 3 cặp tức là 6 chậu đúng không ạ? Còn bên này là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa rất là nổi tiếng ở Hải Dương đúng không ạ? Nếu mà nói về centi của nó thì nó cũng rơi khoảng tầm 3 cho đến 4 triệu một centi đúng không ạ? Đó. À, em thì còn có vài chậu thôi thì em Thảo cũng bán trên quý khách hàng với giá là 295.000 một cặp. Mua lẻ là em Thảo bán 170.000 nhá. Chúng ta có thể mua một cây năm cánh trắng hiển oanh với một cây năm cánh trắng Hải Dương thì em Thảo cũng sẽ đều bán là 295.000. Và khi mua hàng thì một cặp em Thảo cũng sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón cao cấp nhé. Đó, xinh chưa? Về dòng cây này thì em Thảo số lượng không còn nhiều nữa đâu. Mỗi một cây của nó một cái là 6, một cái là 5 thôi. Ngày hôm nay nhà em Thảo còn có một vài chậu trầm tím. Em Thảo sẽ tri ân quý khách hàng. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tâm. Trầm tím nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao nhất trong dòng hoa lan Việt Nam mình đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đã chơi hoa lan thì chúng ta không thể thiếu cho mình một chậu hoa lan trầm tím này. Đó, hoa rất là thơm ạ, anh chị em đã từng chơi đều biết đúng không ạ? Hoa nở không những bền mà còn rất là thơm, rất là dễ chịu đúng không ạ? Đó, mỗi một chậu của nó là cao khoảng từ 8 cho đến 15 cm và cây của nó rất là khỏe cây này, mọi người nhìn thấy này, tới đây là cho bông luôn nhá. Bình thường những chậu đẹp này là em Thảo bán 250, ngày hôm nay em bán thanh lý tri ân với giá là 350.000, được 3 chậu như này. Wow, giá chưa bao giờ có luôn nhá. Em Thảo sẽ free ship khi mà mua 3 chậu. Còn mua lẻ là em Thảo bán là 200.000. Đây là em sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón cao cấp nữa để cho chúng ta sử dụng. Cái dòng này thì em Thảo đang sử dụng để dùng thử và em Thảo đang bán với giá là 45.000 một lọ. Đó, còn có mấy chậu thôi ạ? Bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị gọi nhìn thấy mỗi một chậu của nó hiện tại đang đi ngọn rất là lực này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn ạ. Đáp ứng được yêu cầu của người chơi là chơi thân này. Đã chơi thân lại còn chơi lá đúng không ạ? Thân của nó rất là mập mạp này, lá của nó là lá xếp mít. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo là cái dòng này dòng thân xanh nên là chúng ta là một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Và trong hoa lan thì khi mà chúng ta đã chơi hoa lan rồi thì sổ ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ, đúng không ạ? Đấy. Năm cái trắng bạch tuyết ngày hôm nay bình thường những chậu này em Thảo bán là 250. Nhưng mà em Thảo tri ân nhân dịp cuối tuần với giá là 295.000 một chậu một cặp như em Thảo đang cầm trên tay này đây. Đó. Cây cao từ 19 cho đến 20 cm, có cây cao 17, từ 17 đến 20 cm, mọi người nhìn thấy ạ. Dòng lá này rất là đẹp luôn, dòng thân xanh rất là xinh. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, cũng là cây 52 của nhà em. Đó, mỗi một chậu của nó gồm có hai thân. Mặt bông mẹ rất là xinh và đẹp đúng không ạ? Bây giờ hiện tại mà giao dịch trên thị trường thì cũng phải mấy triệu cho một cm đúng không ạ? Đó. Cây cao từ 10 đến 12 cm. Một chậu gồm có hai thân rất là đẹp đúng không ạ? Em Thảo bán bình thường những chậu này là 250 một chậu, hôm nay em bán là 295.000 một chậu như này. Đó, nếu mà bây giờ chúng ta mua lẻ là em Thảo bán 200.000 nhá. Đó. Và tất nhiên là tất cả các cô chú anh chị khi mua hoa lan của nhà em Thảo ngày hôm nay thì cũng đều được tặng một gói siêu lân đúng không nào? Đó, rất là đẹp và khỏe cây, mọi người nhìn thấy này. Đó. Và cô chú anh chị khi mua một cặp là năm cánh trắng Phú Thọ và một cặp năm cánh trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng bán là 295.000 cho cô chú anh chị yêu mến để chúng ta săn vé số nhá. Đó, rất là đẹp cây. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng Lâm Sung rất là đẹp của nhà em Thảo, mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Cây cao khoảng từ 14 đến 15 cm rất là đẹp đấy ạ. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, em Thảo bán lẻ là bình thường những chậu này là 240.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 295.000 được một cặp này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể lấy cả năm cái trắng Phú Thọ hoặc là năm cái trắng Lâm Sung, hoặc là năm cái trắng Lâm Sung với năm cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng đều bán với giá 295.000 thôi nhé cả nhà nhé. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp đấy ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng, bởi vì cây của nó cây nào. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ tri ân quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến. Những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như này, đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ?
Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh nha. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhá. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000 đã có ship nhá cả nhà nhá. Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó. Và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ? Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thế này. Đó. Tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình. Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó. Hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ. Nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy. Từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó. Thứ 9 là cây phi điệp hồng minh châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó. Combo may mắn 350.000. Gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đây ạ. Đó. Cây rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Cây rất là đẹp luôn. Đó. Combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ? Combo này gồm có 10 loại 350.000, đã bao gồm cước nhất cả nhà nhá. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Đó. Cây đẹp lắm. Này, 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ? Cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em Thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bó này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp Easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó. Vì còn rất nhiều mặt hàng nên em Thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này. Mọi người thấy cây xinh không? Mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân. Phi điệp nù 68. Phi điệp sơn điền cánh mai. Phi điệp lộc bắc. Phi điệp Easo, đấy, bệt Easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng mập mập này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa?
Đó. Tiếp theo là cây phi điệp đắc lây. Và cuối cùng là cây bệt núi chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em Thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo thịnh vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cát tường. Combo cát tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhá. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng minh châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng liên anh. Hồng yên thủy này. Hồng gia lai. Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng hàng ươm ki hàng ba về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút ạ. Tiếp theo là hồng á hậu. Hồng thiên cung này. Và cuối cùng đây là hồng mắt ngọc, một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cát tường này em Thảo bán 350.000 đã bao gồm tiền ship nhé cả nhà nhé. Và bây giờ em Thảo sẽ quay tiếp những cái mặt hàng khác nữa ạ. Đây là dòng cây phi điệp đột biến nữ hoàng 28, hàng gieo hạt rất là đẹp với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và căng luôn, mọi người có thể nhìn thấy mặt bông mẹ của nó đây ạ. Dòng này là dòng thân xanh rất là xinh luôn. Đó, dòng này chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn. Cây của nó khá là cao từ 25 đến 30 cm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Đấy, rất là đẹp này, đang đi ngọn rất là lực nhá. Tới này nó sẽ cho bông luôn đấy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Cây rất là xinh, em Thảo bán 270.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Cây rất là đẹp nhá. Nữ hoàng 28 hàng hạt rất là xinh. Một tấm vé số cho anh chị em nào muốn sưu tâm để những mặt. Và đây là 120 cây hàng thanh lý của nhà em Thảo. Em bán bình thường những cây này là 75.000 đúng không ạ? Hôm nay hàng hoàn về và em Thảo đã chăm sóc nó lại bật rồi. Em bán để cho anh chị em chúng ta mua về để lấy mầm gốc thôi. Em Thảo bán thanh lý là 300.000 được 30 cây nhé cả nhà nhá. Em Thảo bán theo 30 cây một. Đó, những cái cây thì em Thảo đã ghi vào chậu cho mọi người hết rồi. Đó, em đây là hàng gọi là hàng xổ số luôn. Đây là hàng gieo hạt cây 52 nhé mọi người nhé. Đó, còn hàng hoàn hàng em gửi nhầm cho khách theo địa chỉ đấy ạ. Nên là hàng nó về có bị mất nước một chút. Đây mọi người nhìn này. Nó chỉ lấy mầm gốc thôi. Này. Ok, nó chỉ có một thân. Đây, cây của nó không quá là cao đâu nhá. Đó. Em không bán lẻ đâu, em bán 30 cây một nhá mọi người nhá. 30.000 một cây. 30 cây một lô là 300.000. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng xòe hàng hạt của nhà em, hàng rừng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Hồng xòe là một trong những cái dòng hoa có giá trị kinh tế và thẩm mỹ rất là cao. Và hiện tại thì cây của nó đây là hàng gieo hạt 52. Cây của nó cao, để em đo cho mọi người xem nhá. Cây của nó là cao từ 20 cho đến 22 cm. Cây của nó rất là xinh. Nhìn thân lá của nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây này. Em Thảo bán với giá là 240.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán là 450 nhé cả nhà nhá. Hồng xòe gieo hạt. Đây là dòng cây có 2 thân rất là xinh xắn đấy ạ. Đây là những chậu cây bệt ma bó này. Cây của nó cũng khá là nhiều thân, khoảng từ 3 thân. Mà cây của nó này cao khoảng từ 6 cho đến 8 cm thôi, nhưng mà đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, xinh chưa? Bệt ma bó 3 đến 3 thân. Đấy, xinh lá, thân lá rất là đẹp tròn tròn này. Đó, bệt thì nếu mà chúng ta mua hàng bệt mà nó sổ tại trên thân đi ạ, thì không bao giờ có giá là dưới 7 triệu đúng không ạ? Năm ngoái nhà em Thảo có sổ ra một cái cây bệt lá tròn. Đấy, bệt ma bó rất là đẹp, là bán giá là được 7 triệu mà nó là hàng hàng hạt nó sổ ra đấy ạ. Đó, nếu mà anh chị em nào săn bệt thì chúng ta sưu tầm những cái cây bệt hàng hạt này về thì chúng ta săn ra những cái mặt bông đẹp nhá. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn, 220.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Làm 2 chậu về chúng ta trồng bệt ma bó này. Nên đây là những cái cây bệt môi tuyết của nhà em. Mặt bông mẹ thì như các chú anh chị đang nhìn này. Đó, hàng gieo hạt của nó cây rất là xinh luôn. Hàng cây 52 này, cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Có chậu 1 thân, chậu 2 thân và chậu 3 thân, chủ yếu là 2 thân thôi. Đó, cây xinh chưa ạ? Bệt môi tuyết em Thảo bán là 230.000. Những cái chậu bệt đấy ạ, bệt bình thường
Nếu mà nó tất cả các cây nhá, nó chỉ cần sổ ra bệt thôi là đã bán được. Năm ngoái hàng gieo hạt của em Thảo nở ra một cây bệt rất là đẹp luôn, em Thảo bán được 7 triệu. Đó, cây bệt. Cây bệt cũng có giá trị kinh tế rất là cao đấy ạ. Mặt bông cũng cực kỳ là xinh nữa. 230.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó. À, bệt môi tuyết. Và bên này là bệt bệt ma bó của nhà em. Đó, năm ngoái nhà em Thảo có sổ ra giá trị cây bệt đấy ạ. Đó, cây bệt năm nay nhà em thì chưa sổ. Một dòng cây phi điệp đột biến, màu trắng tinh rất là đẹp đúng không ạ? Đó, mọi người hay gọi là công chúa bạch tuyết hay gọi là bạch long trắng thì đều được. Phi điệp bạch long trắng năm ngoái nhà em Thảo bán đấy ạ, nở ra có nhiều cô chú anh chị nở ra hoa rất là xinh. Đó, em sẽ đo cho mọi người xem nhá. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây cao khoảng tầm 30 cm, anh chị em có nhìn thấy. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực này. Dòng này cũng đáp ứng được 3 yêu cầu của người chơi đúng không ạ? Chơi thân, chơi lá, chơi hoa đúng không nào? Hoa của nó trắng tinh, trắng buốt như một nàng công chúa đúng không ạ? Rất là đẹp. Phi điệp đột biến trắng tinh này, bạch long trắng này em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. 520.000 được 2 chậu như này em Thảo bao ship cho mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đó, nói chung cây này thì là hàng ươm ki nên là cây nó chuẩn mặt bông luôn. Đấy, xinh chưa? Rất đẹp luôn. Số lượng em Thảo không có nhiều nên cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu. Nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó, đây này, đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này. Đó, mỗi một cốc. Có cốc là tím này. Nói chung là nó, cây nào nó cũng gần gần như nhau đấy ạ. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó. Và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ. 260.000 một chậu. Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy. Dạ, hàng hòn heo hay gọi là người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới về. Đó chính là cái dòng hoa có mặt bông mẹ cực kỳ là xinh đúng không ạ? Với màu tím nhạt ở hai bên má và môi này. Họng của nó màu trắng tuyền và chiếc mũi đỏ rất là lạ đúng không ạ? Và cặp mắt xước rất là gọn gàng và tinh tế. Và cái mùi hương của cái dòng hoa này được rất nhiều cô chú chị yêu mến bởi vì nó thực sự là rất là thơm và quyến rũ ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mè khoảng từ 70-80%. Cây rất là khỏe ạ, cây cao khoảng từ 15-18 cm nhé cả nhà nhé. Đẹp lắm. Nói chung là cái cây này mỗi một chậu khoảng 2-3 thân tơ. Cây rất là xinh. Đó. Đã. Và ngay khi vừa mới về thôi thì được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và gia đình em Thảo đã đang gói hàng vào để gửi cho cả nhà đấy ạ. Rất là xinh, rất là đẹp luôn ạ. Cây. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn. Nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó, phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo. Chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó, cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2-3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2-3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. Với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay, cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15, 16, 17 cm rồi.
Đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm. Nập mập này. Đấy. À, thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điều gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút, là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13 cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này, mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. À, có xương xuống thì nó sẽ nhòe ra giống như là máu, rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng như cả nhà đang nhìn, mỗi một chậu của nó khoảng từ 3 thân, 2 thân, 3 cho đến 4 thân đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương và cây không quá là cao đâu ạ. Cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm, có thân thì được cao 10 cm thôi. Đó, như là có cái cây của nó rất là khỏe đấy, cả nhà có nhìn thấy cây cực kỳ là khỏe. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây đẹp lắm này. Đó. 250.000 một chậu mắt đỏ Hòa Bình nhá cả nhà nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm ạ. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có rất là nhiều đơn hàng, nên là anh chị em nào mà chưa nhận được hàng sau 3 ngày thì vui lòng là gọi điện hoặc là nhắn tin cho em Thảo nhá. Và hiện tại thì tất cả những cái đơn hàng gia đình em đang đóng buổi tối và buổi trưa để em gửi cho cả nhà nữa này. Đấy. Bây giờ em một dòng cây phi điệp đột biến màu trắng tinh rất là đẹp đúng không ạ? Đó, mọi người hay gọi là công chúa bạch tuyết hay gọi là bạch long trắng thì đều được. Phi điệp bạch long trắng năm ngoái nhà em Thảo bán đấy ạ, nở ra có nhiều cô chú anh chị nở ra hoa rất là xinh. Đó, em sẽ đo cho mọi người xem nhá. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây cao khoảng tầm 30 cm, anh chị em có nhìn thấy. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực này. Dòng này cũng đáp ứng được 3 yêu cầu của người chơi đúng không ạ? Chơi thân, chơi lá, chơi hoa đúng không nào? Hoa của nó trắng tinh, trắng buốt như một nàng công chúa đúng không ạ? Rất là đẹp. Phi điệp đột biến trắng tinh này, bạch long trắng này em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. 520.000 được 2 chậu như này em Thảo bao ship cho mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đó, nói chung cây này thì là hàng ươm kỳ nên là cây nó chuẩn mặt bông luôn. Đấy, xinh chưa? Rất đẹp luôn. Số lượng em Thảo không có nhiều nên cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000. Đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá. Phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali, là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình.
Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó chính nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình, đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất, đúng không ạ? Đây, siêu da hoa này, siêu đậu quả, kích thích da rễ cực mạnh đây. Đó. À, siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này là sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, da rễ đâm chồi. Đấy này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000, một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn, đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói.
Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là